vợ bé anh nói. Ừ, ghê chứ hả Thu Phương? Kìa, Thu Phương nói là anh hốt gơ cà tím đó các bạn. Thu Phương muốn làm vợ bé nha. Ừ, vợ bé. Em nhớ anh tên gì luôn á? Anh Đăng đúng không? À, anh nói tên gì ta? Tên Đăng. Cô đó tên gì không biết? Anh Đăng. Đăng à? Anh Đăng đúng không? Rồi, rồi, Thu Phương thích anh đó rồi giờ không sợ vợ anh ghen hả? Chỉ hiểu em mà. Dạ hả? Cái gì cãi vậy chị? 2 đứa 6, 3 5 7, chủ nhật ba chị em mình đi nhậu. Đi nhậu hay là đi đầm sáng? Đi nhậu, đi bơi gì cũng được. Đi bơi cũng được hả? Nghe không cả nhà? Anh coi trên mạng á là nó mẹ nói là anh nói mà không đi bán cà tím mà đi làm diễn viên á. Thiệt đó hả? Thiệt. Anh coi clip á. Không, mặt như thường các bạn sẽ hiền ghê luôn á. Mà hai chồng chưa cưới mà. Hai chồng chưa cưới hả? Chưa hả? Ui vậy là con cắt cái hội Thu Phương. Bé nó cũng dễ thương luôn. Nói chung là hai người xứng đôi luôn á. Vậy hả? Thứ xứng đôi là bằng là Thu Phương. Chị ơi chị có tuyển bé cho ảnh là nhớ tuyển em nha. Hay vì sao khi mà chị tuyển em làm bé của anh Đăng là em sẽ bảo vệ hai vợ chồng luôn. Không ai được á. Chấp lộn xộn. Chấp lộn xộn á. Chấp lộn xộn đô la xong rồi nè. Anh mang bia tới nè. Uống bia luôn nè. Vừa bia mà vừa. Trời mưa này uống bia là ngon. La. Làm ơn mày qua bỏ tài lý tài sản về giùm tao nha. Rồi. Cho chạy thấy chui nhiều quá. Dạ, cô đen giải cho mặt cái giờ. Cô đen không còn nữa. Cô đen không còn nữa. Ở đâu? Đây. Quả hấp dẫn như vậy cái cái gì này, đúng không? Ta đâu quay rồi để lo lại ta, mình chụp. Em nhầm
mưa trời gió nha cả nhà. Bây giờ thời tiết nó hơi tạnh tạnh chứ rồi ra 716 Trần Hưng Đạo thưởng thức cá vi chiên của Tu Phương đi cả nhà ơi. Xe cá vi chiên vui vẻ. 150 là gì? Của anh xem đụng đổ nó đúng không hả? Cái gì vậy má? Thấy rồi, má cái đồ hộp bạch đỏ, mà hộp bạch đỏ trống kéo con quá vậy mà đòi. Nó đang chắc lên, bạch đỏ luôn, bạch đỏ qua hả? Đó, qua live trong 22.000 view. Thấy, thật chưa hỏi luôn. Đấy, đang đi về sớm luôn. Thấy à. Nó đang không quay cho bạn clip thôi. Chịu hỏi nói chuyện này. Khá hấp dẫn này cái này. Diễm ra phụ Tu Phương thời gian là để ý anh nào chưa Diễm? Để ý anh nào chưa? Có anh nào để ý chưa chứ là để ý anh nào gì? Ta hỏi trả lời. Có nào để ý chưa? Ít ngày nữa Diễm mở xe cá vi chiên thứ hai nha. Chi nhánh của Tu Phương đi. Để Tu Phương hả? Trời ơi. Sao ở Tu Phương mà không có lanh gì hết? Tu Phương dành hết đó hả Diễm? Phải lanh lên. Anh nào ra là sự... tiền. Nó mèo nó vậy đó. Nhát lắm. Trời thấy cà khịa luôn Tu Phương, cà khịa Diễm này nha cả nhà. Mai Diễm không ra bán nữa nha. Trời ơi. Những cái hình ảnh về xe cá vi chiên chiều tối nay của
Thị Phương.